Hi, hello mọi người ha. Là đó trong đó có cô dì chú bác, các anh, các chị và các bạn và các em ở gần ở xa ha và đang coi video của mình. Thì mọi người rất thích về câu chuyện tự tình hành trình đến Mỹ của mình thì mình đã cho ra tập 4 rồi. Hôm nay mình cũng rất là bận mà khi mà chia sẻ về tự tình đó thì mình phải có tâm trạng và mình nhớ lại những cái cái chuyện xảy ra trong quá khứ 2-3 năm về trước thì mình cũng phải có sự suy nghĩ lại Nên mình chậm ra mà mọi người rất là mong chờ cái tự tình của mình Thì tập tập vừa rồi là tập 4 là mình nói là cái duyên gặp Leo Thì cả tập này là cái tự tình tập 5 của mình ha Thì mình rất là cảm ơn mọi người coi và ủng hộ cái tự tình của mình Thì tập này là tập 5 thì mình sẽ nói về là lần đầu tiên thì... Leo về Việt Nam ha thì tập trước mình có nói rồi á trong thời gian quen Leo á là mình nè cũng đang làm ở trong quán thứ ba Và mình mình vẫn đi làm bình thường ha. Thì trong đó là đó là năm 2015 á thì trong quá trình đó đó thì đi tới đi lui qua lại á thì mình có quen biết á một cái con bạn á thì bạn này tên hằng ha. Nhưng mà vợ chồng bạn này là làm về sửa chữa tivi á nên mình kêu bạn này là mình hay kêu bạn này là tivi lắm. Tại vì nhà bạn này có nhiều tivi rồi xong rồi bạn này thì sinh năm 85 mình thì 86 cũng là tám ít với nhau nên mình thấy uh, chơi qua chơi lại uh, thì mình thấy mình rất là khó để mà chọn bạn mà chơi nha tính mình rất khó chứ không phải là dễ đâu Tại vì đối với mình nó uh, quan niệm á uh, bạn bè uh, mình cần chất lượng chứ mình không cần số lượng mình không cần bạn bè đông để làm gì thà mình có một mà chơi tốt là lúc nào cũng cũng chia sẻ với mình giúp đỡ với mình những những lúc khó khăn hay là chia sẻ niềm vui thì cái đó là mình rất thích chứ mình không có có bạn nhiều và trong thời gian ở Vũng Tàu đi làm thì cũng chỉ nói là chúng chủ yếu là xã giao nói chuyện trong trong giờ làm thôi chứ còn mà về mà để mà là bạn thân để mà chia sẻ đủ thứ thì mình không có có mình không có không có được điều đó và trong 2015 này cũng là quá trình mà mình gặp các bạn hàng các bạn TV này ha thì thời đó mình vẫn còn đi cái xe đạp cọc cạch có mấy trăm ngàn hả à. thì đi làm này kia nọ rồi tình cờ bạn quen biết bạn này thì bạn này nói chung là bạn này rất là đẹp gái và rất là xinh gái <laughs> rồi cao gáo rất là đẹp nên bạn này thì lấy chồng người 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 bình định người miền trung chồng bạn này thì rất là giỏi mình phải phải, phải nói là phục cái người miền trung họ chịu thương chịu khó chịu cực chịu khổ rất là giỏi nha rồi ừ, từ cái khó mà họ có thể làm nên và họ chỉ biết là làm và làm và làm và làm thôi Thì dần dần mình chơi với bạn này Thì cái tính mình không dễ giao lưu Mà mình thấy qua lại với bạn này thì có một cái là mình rất là quý Đó là khi mà bạn này đang ngủ mà khi mà mình gọi điện thoại Mình có cái vấn đề gì á Mình gọi bạn này là bạn này cũng lật đặt, đặt ngồi dậy để mà để làm cho mình có nghĩa là mình nhờ cái vấn đề gì á mình cũng không phải dễ dễ nhờ người ta ơi hỏi có rảnh không ơi bà có rảnh không làm này làm cái giùm tôi chứ không phải là mình sai người ta chứ cái dạng là giọng mẹ nhưng mà bạn này đang ngủ đang ngủ nha là vẫn làm cho mình thì mình cảm thấy quý điều đó lắm mình rất là quý tại vì khó có thể tìm ai mà có cái tính tình giống như vậy á tại vì mình đang ngủ cái giấc ngủ của mình à, ai mà kêu mình dậy mà sai mình nó mơ đi mình không có làm đâu nha kêu mình làm chuyện này chuyện kia mình cũng đâu làm đâu nhưng mà bạn này bạn bạn làm mà bạn làm cho mình mà rất nhiệt tình không phải chỉ đối với mình đâu mà đối với những người bạn mà bạn thân bạn của của tivi này thì nó cũng y chang vậy thì mình thấy qua lại mình thấy mình biết mình mình quý thì thật ra gia đình bạn này thì thời thời mà cũng mới ra Vũng Tàu thì hai vợ chồng cũng nghèo khó và ở trong cái phòng trọ nó cũng cũng nhỏ một m vuông một mét hai ngang người dài cũng cũng rất thời nó cực khổ ra Vũng Tàu thì từ từ hai vợ chồng làm ăn mới xây dựng lên cái cái cửa hàng tivi sửa tivi rất là nhiều thì hiện tại thì khi mà mình quen biết bạn này á bạn tivi này á thì hai vợ chồng bạn này đã có nhà nhà kiểu nhà lầu cũng ở vũng tàu nha cũng dạng tiền tỷ á thì mình khi mình chơi với bạn này á thì vòng vòng sớm ai cũng nói á, giống y như bạn mình với bạn này tự nhiên cái thân giống y như là thân mà nghĩ là người ta không bất ngờ luôn người ta nghĩ Ôi, giống như ô môi đồ này kia nọ vậy đó người ta nghĩ người ta cứ sầm xì nói tới nói lui kể cả hẳn nói nói với chồng của bạn đó luôn mà thì mình cũng rất là bình thường tại vì cái cái miệng đời mà ai mà cột miệng họ lại được họ nói chừng nào họ mỏi miệng họ nghĩ thôi nên mình cũng không quan tâm mình chỉ biết chơi à, chia sẻ đồ này kia nọ, tại vì bạn này là dân đồng tháp mình là dân à, dân sóc trăng thì cũng là dân miền tây với nhau thì đương nhiên có nhiều cái mình thân nhau có nhiều cái mình cũng giống nhau rồi thì thời đó đi làm mình đi xe đạp thì mình cũng đâu có nhiều tiền gì đâu nói chung là có có khi mà trong túi cũng không có một trăm ngàn nữa nếu mà chưa có lãnh lương á, thì cũng không có tiền mà cũng phải ăn mì gói thôi nhưng mà khi biết bạn này á, thì bạn này rất là thích chơi với mình bạn này hay rủ mình về nhà của bạn này chơi ok rủ thì rủ rồi bạn này thì nấu ăn không có giỏi mà mình thì nấu ăn được thì bạn sẽ bỏ là người bỏ tiền để mua đồ ăn còn mình là sẽ người là bỏ công thì mình nấu xong rồi thì người có của người có công xong rồi ăn nhưng mà cái mình muốn kể đây là cái duyên mà mình gặp bạn này thì cũng rất là hay nhưng mà thật sự chồng bạn này lúc giai đoạn đầu á phải nói là rất là khi dễ mình tại sao tại vì mình là dân đi làm quán ha? mình đi làm phục vụ quán nên người ta nhìn với cặp mắt là người cũng người ta cũng kinh mình rồi người ta không cũng không có tôn trọng người đâu tại vì người ta chỉ nghĩ là mình làm trong đó đó, còn bản chất bên trong mình đó, người ta đâu có thấy tới đâu, người ta đâu quan tâm, người ta chỉ thấy bên ngoài mình là như vậy là người ta đã đã đánh giá mình rồi nên mình cũng ok. thì khi mà xuống nhà bạn này ăn thì nấu nấu đồ ăn là mình nấu mình bày ra thì bạn này về bạn này thì đi chợ đi chợ rồi kêu mình xuống nấu thì mình vẫn đi xe đạp tàn tàn thôi cũng gần mà cũng đâu sai gì đâu, đạp cũng thoải mái. nhưng mà khi mà nấu xong rồi thì chồng bạn này thì sửa tivi ăn thì phải kêu về ăn thôi mà bạn này thì chỉ mới có một đứa con gái thôi không có nhiều con thì um, ăn thì kêu về ăn nhưng mà thời điểm đó đó chồng bạn đó đó thì khi dễ mình cũng ra mặt nha mình biết được điều đó luôn um, ủa mình có cặp mắt để nhìn mà cái cách người ta cư xử với mình sao cách người ta đối xử với mình sao mình nhìn là mình biết chứ rồi xong rồi người ta thể hiện rõ ra mặt luôn á khi mà nấu ăn xong rồi đó dọn ra bài ăn á thì chồng bạn kêu bà chồng bạn đó về thì chồng bạn đó về cũng về ăn mà không bao giờ tới nhà cái thời gian đầu đó, tới nhà không bao giờ chào hỏi mình lại gì đó. tại vì họ đâu có coi mình ra gì đâu chào hỏi tại mình xuống nhà người ta chơi thôi mà mình nghĩ lúc đó mình cũng hay rồi xong rồi khi mà ăn uống đó, thì dọn ra gì nè ở phía sau nhà bếp gì đó ngồi xuống ăn gì thôi cũng không có bàn gì hết trơn á nhưng mà chồng của bạn này á, chỉ múc ra một tô và ngồi phía bên kia thôi không nói chung là người ta không thích ngồi chung với mình luôn á có nghĩa là người ta khi dễ mà xem thường mình đến 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 mức độ đó, đó giống như ngồi không thích con này ngồi gần con này làm gì Đã có nghĩa là xuống xuống nhà tao hay này kia nọ làm chi mà công nhận thời đó mình thật sự cái tính tình mình cũng cũng bướng ha đáng lẽ gặp như người khác đó, là người ta không có chơi với cái bạn tv này đâu á nhưng đối với mình mình chỉ nghĩ ừ ờ, bạn này tốt thì mình chơi còn trong khi đó còn trong khi đó chồng bạn này không hiểu mình thì mình không có nói thì bạn này cũng nói hoài gì À, bạn tôi mà xuống nhà là cái mặt nó trầm dậm vậy đó, nên đâu có ai chơi với tôi đâu người ta ghét nó người ta cũng không chơi với tôi nên tôi không có bạn gì hết trơn còn đối với mình mình suy nghĩ mình chơi với bạn mình chứ mình không có chơi với thằng chồng của bạn mình nên mình không có quan tâm mình không quan tâm nó đó nó không có tốt với mình hay là nó nó ghét mình đó đó nó đối xử với mình thế này thế kia thế nọ thì mình vẫn chơi mình vẫn chơi mình qua lại mình vẫn xuống đồ này kia nó không nói chuyện tới mình thì thôi ủa mình chơi với bạn mình mình đâu có cần chơi với nó đâu nó không chào mình thì thôi mình cũng đâu có chào nó đâu ủa bạn mình mua đồ ăn thì mình cũng có công nấu vậy ở đôi khi mình cũng phải mua mình sống rất là sòng thẳng chứ mình không có lợi dụng ai hết trơn á mà nhiều khi nhiều người chưa có hiểu nghĩ chắc cái tánh tình mình lợi dụng hay này kia nọ đồ á mình không có cái cách đó ở chơi qua chơi lại từ năm 2015 đó thì mình cũng thấy là bạn này tính tình được và mình có thể là chọn chơi ở chơi càng ngày thì mình cái thằng thấy càng thân thân lên và khi mà hai vợ chồng bạn này á, thì chuyện vợ chồng mà ai không chuyện mà cãi nhau cãi giả mà bạn này đứng cái là bạn rất là đẹp ha bạn rất là đẹp rất là dễ thương thì um, nên chồng cũng phải thương mà hay ghen á rồi xong mà cãi qua cãi lại rồi nhiều khi nói những lời khó nghe rồi nghe không được lọt tai rồi thì vợ phải buồn thôi rồi trong khi đó trong khi đó bạn này mà cái phòng trọ nhà mình với cái lấy 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 Cái phòng trọ nhà mình với lại cửa tiệm tivi của hai vợ chồng bạn này á, thì gần sát bên đích loại bộ chắc cần năm 10 phút tới rồi Mà bạn này vừa đặt lít cái bẹp xuống là điện thoại gheo Vừa đặt lít cái bẹp xuống là điện thoại kêu, nói chung là Chồng của bạn này á, là không cho bạn này á, có nghĩa là có thời gian nào để đi làm gì, có thời gian mà Đi đái luôn á, mình, mình cảm nhận vậy á Lúc nào cũng gọi điện thoại kêu về phụ thế này thế kia thế nọ, lúc nào cũng thế này thế kia bởi vì mình nói sống là phải tin tưởng lẫn nhau Sống là phải có niềm tin ở cái cái đối tượng vợ chồng mình đó. Mình kèm kẹp kiểu đó người ta cảm thấy không thích thôi Mà lúc đầu chưa, chưa quen biết bạn này nha Thì cái bạn tivi mình nó bị chồng ăn hiếp rất là nhiều nha Bị chồng la làng chửi chen chét chen chét chen chét này kia nọ nè Khi mà đến đến khi quen biết mình á Mình nói đó, vợ chồng là mình bình đẳng với nhau Không ai hơn ai hết trơn á Mình cũng đừng ăn hiếp người ta Và người ta cũng đừng ăn hiếp mình thì sống có sự công bằng và chia sẻ lẫn nhau ở ờ, chồng làm mình phụ chồng ờ, mình thương chồng vợ chồng thương lại chứ không phải là cái kiểu mà đè ăn hiếp là mình cực kỳ không thích tại vì nhà mình là cha mình đã ăn hiếp mẹ mình rồi tại vì mình làm con mình không có thể có nói cái tiếng nói nó ra chứ trời ơi dập mà chồng mình ăn hiếp mình á mình tiễn lên đường tiễn dông nó sớm luôn rồi đó tại vì cái con người mình cái bản chất mình lúc nào là cũng là công bằng công bằng hết á thì từ từ chơi với mình nên bạn này tỏ ra là có thể là mạnh mẽ hơn và chồng chửi có thể chửi lại đầu này kia nọ có một ngày hai vợ chồng xích mít cái vấn đề gì đó bạn này giận bạn này đi qua một nhà của một bạn người khác cũng ở vòng vòng trong vũng tàu thôi nói hoài người lèm bèm lèm bèm hoài người ta nghe người ta chán có nghĩa là vợ chồng chuyện đó sẽ xảy ra còn khi mà vợ của cái là bạn của mình đi rồi phải không cái thằng chồng á là nó càng xỉa sói mình thêm nó nói là tại mình à cũ vợ thế này thế kia ô nó chửi nó sỉ vả tùm lum tùm le hết trơn mà nó không có chửi nghe mặt mình nó chửi là chửi nghe cái, cái một người bạn khác nữa là người bạn đó là làm ăn với con bạn tivi của mình á là chị đó cũng tắm sinh năm tám mấy thôi là kể lại cho mình nghe là cái thằng chồng của con bạn mình nó chửi mình à, thế này thế kia thế nọ rồi à, đủ kiểu có nghĩa là chị do mình đi làm quán á để cái cách là giống như vợ nó đi là do mình ngủ hay này kia thế nọ nói thiệt ha mình là một người đạo Phật Mình không bao giờ đi phá gia can của người khác Lúc nào mình cũng khuyên con bạn mình là Kiếm ai cũng không bằng chồng mình Mình phải có sự so sánh Cho dù chồng mình nó có dở cái này Nhưng mà nó có giỏi cái kia Ủa giống như so sánh với, với cha mình Ồ cha mình hả, vừa không đưa tiền Vừa còn hãy vừa về nhậu nhẹt lèm bèm Và không đối xử tốt với mẹ mình Còn cái chồng của bạn TV này bạn rất là giỏi có nghĩa là lo lắng cho vợ con rồi từng ly từng tí rất là giỏi mình cảm thấy được điều đó nhưng mà nhiều khi là do cái do cái yêu thương quá rồi đâm ra cái sự 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 ghen tuông rồi khi mà mình ghen tuông mình nóng giận mình buông ra những cái lời mình nhục mạ vợ mình hay chồng mình á thì cái đối phương người ta nghe người ta không thích nhưng mà đâu có ai hiểu cho cái người chồng người vợ đó là rất là thương vợ thương chồng đó chứ đâu phải là họ là không phải có không phải không thương thương quá đâm ra cũng là ghen quá nó đâm ra dở nên bạn này hay chửi bới rồi này kia chồng bạn tivi này hay chửi bới chen chét chen chét cái miệng vậy đó rồi làm cho cái người phụ nữ mình khi nghe những cái cái từ đó vô lỗ tai rồi người ta đâu có tình cảm đúng không người ta đâu có cảm giác gì nữa đâu người ta giận người ta đi chơi chỗ khác rồi xong rồi cái quay qua chửi mình chửi mình là do mình suối vợ nó thế này thế kia thế nọ mà thật sự mình không bao giờ làm cái điều đó và mình chỉ chỉ cho bạn mình ờ không để chồng ăn hiếp thôi chứ mà mà kiểu mà chỉ mà để mà uh, chia cho vợ người ta vợ chồng người ta chia tay quá đáng không bao giờ mình làm chuyện đó lại đó là mất đức tại vì trời, vợ chồng ta đang sống mà chồng người ta cũng không đến nỗi nào đâu từ khi nào quá tệ thì mình phải mới chỉ đường khác thôi chứ còn mà mình mà để một khoán xét một người nào đó mình có phải sự so sánh mình lấy điểm này mình cộng điểm kia mình trừ qua trừ lại thì con người không ai hoàn hảo hết nên mình kêu bạn mình đó phải là suy nghĩ kỹ thì vợ chồng là mình phải chia sẻ mình nói lên ờ ừ, không không thích anh nói kiểu đó hay là nói gì tôi không thích rồi thế này thế kia mình phải nói ra nhau để mình hiểu nhau để trong cuộc sống mình không muốn gặp vấn đề nữa nên bạn cái chồng bạn này là được cái mỏ là can chét chăn chét chăn chét kìa nè chứ chứ biết làm biết thương vợ thương con biết chịu vợ chịu con nhưng mình lời nói mình nói ra rồi không bao giờ mà hốt lại được hết á cái người người ta nghe người ta ghim vô đầu rồi nên là cái tính tình bạn này á mình là một cái người lớn suy nghĩ nha mình nghĩ được khi mà bạn này đã khi dễ mình khi mà mình xuống nhà không có coi mình ra gì á ăn cái tô á là bưng ra phía khác ăn và không bao giờ chào hỏi mình á mình biết điều đó và khi mà vợ bạn này á giận đi qua một nhà một người bạn khác thì bạn này lại cho rằng là đó là lỗi của mình mình suối vợ bạn này để, để mà đi làm thế này thế kia thế khác là do mình do mình mình chỉ dạy được thế này thế kia nô no, mình hoàn toàn không bao giờ mình chỉ Ủa bạn đó cũng lớn rồi Cũng có suy nghĩ muốn làm gì làm Chứ sao mình suối được Và bạn này chửi mà trời ơi, Chửi cũng rất là nhiều nha Chửi cũng thô tục lắm á Cái miệng của bạn này cũng hơi bị rộng á Mà mình nói là lúc đó chửi là chửi qua một cái người bạn khác Của bạn tivi mình Chứ chửi ngay mặt mình chắc cũng gút dép vô mặt liền á Chứ mình ủa Mình đâu có làm chuyện gì đâu mà mà Có, có lỗi mà để người ta sỉ vả vô mặt mình vậy Nói sau lưng mình thôi chứ không dám nói trước mặt mình Rồi sau đó rồi hai vợ chồng làm lành Rồi vợ mình mới về thì lúc đó mình cũng rất là giận Mình nói đệt Đéo <laughs> Xin lỗi là chữ thề nha Đéo có cần phải xuống nhà Nhà làm gì làm gì ăn Làm như là cái cái nhà lầu đó là ngon sao Thà tôi ở nhà trọ tôi nằm trên võng Tôi đưa đưa mà tôi sung sướng cuộc đời Ở nhà lầu mà tối ngày cũng cực giác giả Thì tôi đâu có hết chuyện đó đâu Tại vì ừ, bạn tivi tốt rồi xuống nhà chơi thôi Thì cuối cùng bạn vợ bạn này về Và vợ vợ bạn này nói Là tại sao nói tôi như vậy này kia nọ Uh, nói mình như vậy á, thì uh, bạn này nói uh, chồng của nó tôi đâu có nói tôi đâu có nói nói thì cũng rất là hay nhưng mà đàn ông thì tính đàn bà nói xong mình cũng không 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 nhận là mình dám nói thì cũng gọi điện thoại nói rủ uh, rủ mình đi chơi là làm lành với mình thật sự mình cũng rất là tết mình giận là giận rất là dai mình không có, có bỏ qua đâu nha nhưng mà thôi mình nghĩ là thôi vì bạn mình vì hạnh phúc của bạn mình đến nên... mình quăng lơ cho rồi đi mình cũng không đáng với lại bạn này cái tính cũng tính chém chép chém chép chứ chứ không phải là con người xấu tính mà độc ác hay gì đó. nên mình cũng cho qua nên mình vẫn chơi tới tới bây giờ bạn TV này tên hằng nó đó, đó là một người bạn thân của mình thì kể ra câu chuyện là mình nói là để thấy là sao thấy là mình đi tới đâu thì mình không có tiền thì người ta khi dễ mình và họ tỏ ra là uh, họ khinh khi mình thì mình mình biết điều đó kể cả chồng bản thân mình cũng như vậy rồi chơi tới dần qua dần lại thì thì tầng dần dần người ta sẽ hiểu mình rồi từ từ cũng không biết rồi vô mâm ăn cơm với mình luôn hồi nào cũng không biết rồi đi chơi cũng nói chuyện qua lại thì cũng ok rồi thì năm 15 đó thì cái thời gian này là leo nói chuyện với mình chia sẻ với mình ngày nào cũng nói 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 rồi khi mình nói tìm hiểu về visa đó thì leo kêu mình làm visa du lịch thì mình nói không làm được phải tại vì trẻ quá làm gớt visa du lịch là không được phải chọn cái diễn khác Thì leo tư vấn luật sư đâu người kêu làm cây bên visa mình mò mò cái bên visa thì phải về việt nam làm đính hôn à, đính hôn xong rồi mới mới tạo bằng chứng đi rồi mới về mỹ là tạo cây bên visa được Tại vì thời đó thì mình cũng không thích kết hôn nữa Tại sao? Tại vì mình mới biết like leo có mấy tháng à Cũng không có tình cảm gì nhiều đâu Tại biết leo là người tốt chứ Để mà yêu thì mình không có cảm giác là yêu là cái gì đâu Nên mình nói thôi có cây quanh visa Mình cầm đi qua du lịch 3 tháng cũng được Và cũng không sao Nên cái thời gian đó là leo phải tranh thủ đi về Thì mình kể cái lần đầu tiên leo về Việt Nam ha Thì leo về Việt Nam đó là ngày 6 tháng 9 năm 2016 thì mình kể chuyện vui đó là khi mà khi mà qua lại giao tiếp giao tiếp với leo á thì leo mình thì lúc nào mình cũng tự tin là mình đi làm mình chụp hình ở trong quán mình gửi cho leo rồi mình ở nhà mình sinh hoạt gì mình cũng gửi cho leo tại vì sao mình là người sống thực tế mình đâu có bao giờ mình giấu cái gì đâu mình nói thật mình chia sẻ thật rồi công an việc làm mình hay là mình đi tới đâu mình chụp chụp hình cho leo mình gửi cho leo còn anh sao anh chụp hình là chỉ như vậy thôi à chỉ dạy cái người cho mình thôi và mình chỉ thấy cái khuôn mặt anh thôi chứ trước khi mà là mình đặt để kể là trước khi mà mình đặt cái tiệc cư, tiệc đám đính hôn của mình á là mình không biết chiều cao của leo nhiều và mình không biết là leo có cái bụng bự như thế nào ảnh cũng khôn lúc đó nha ảnh cũng khôn chứ thời đó mà ảnh cứ gửi mà cái hình mà ảnh cao tuốt ở trên trời cái bụng trà bá là mình cảm thấy là mình lui rồi đó tại vì nó không hợp với mình hiểu không nhưng mà được cái là leo là lớn tuổi nên leo có kinh nghiệm <laughs> để mà cua được người ta thì leo Leo cho mình thấy những cái hình ảnh mà leo ngồi hay này kia nọ thôi chứ không không có, không bao giờ mình chụp hình đứng hay này kia ủa mà mình cũng không nghĩ tới mình cũng không quan tâm mình chỉ biết à, leo nói chuyện với mình mình nói chuyện qua lại với leo rồi xong đến đến khi qua lại thì đến một ngày là là tìm hiểu về kêu quanh visa thì leo quyết định là đặt vé trước mấy tháng đó ngày là ngày 6 tháng 6 là leo đi về việt nam thì trước đó đó là mình qua lại mình nói chuyện thế này thế kia thế nọ leo cũng gửi tiền về cho mình để mà làm đám mà mua chuẩn bị cho đám nè đặt cọc cho đám nè cái cái quán mình đãi đó là ở gần đình thánh tam á tên gì nó quên mà ta thì cưới nhà hàng thì cưới paradise gì paradise gì đó là mình không nhớ thì khi mà đặt hàng đặt đặt mâm đặt cổ này kia nọ rồi rồi qua lại rồi mình biết là leo là một người tốt rồi mình có cảm tình với leo rồi á thì hỏi ơi thì tháng tháng tư năm hai á thì con gái của leo á leo có ba người con người có hai người con trai và một người con gái thì cũng cũng đôi phần là lớn tuổi hơn mình rồi thì mới đi xuống DC này thăm ảnh là hai vợ chồng của con gái đó là đi với hai đứa con hai đứa cháu ngoại á thì ảnh gửi cho mình một cái tấm hình đó là ảnh chụp ở DC á nhìn cái tòa nhà rồi ảnh để tay trên cái đầu của con của cháu ngoại của ảnh là cái hình đầu tiên mà ảnh gửi là mình thấy chiều cao của leo đó là mình nhìn muốn xỉu vậy đó. <laughs> mình nhìn ủa trời người gì đâu mà bự dữ vậy người gì đó mà khổng lồ dữ vậy trời sao mà bự bự dền dạng vậy ủa trời, bự gì đâu mà bự dữ gì mình thấy trời 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 người đâu mà bự lần đầu tiên mình thấy á mình đi làm mình mình có thấy mà cái người đó chỉ cao một mét chín là hết rồi mà lúc đó mình cũng mang gút cao đó mà cái này là leo là 6 6,8 inch đó, Đổi ra là cần hơn 2 mét luôn Má ơi mình nhìn muốn xỉu vậy đó trời Nhưng sao mình lội lại bằng cho leo Nhưng mà mình biết cái con người leo đã tốt rồi á Thì mình cái nhìn, những, cái chuyện đó Thì mình cũng không còn khe nữa Mình không còn bận tâm nữa Phải lúc đầu mà anh đưa ra lúc đầu là mình chạy mất dép rồi <laughs> Mình mình có sự đề phòng á Mình không không có lại gần đâu đó đó là cái tấm hình đầu tiên mà anh gửi cho mình để mình mình biết chiều cao mình mình mới nói với mẹ trời ơi sao mà leo nè bự con mà anh cao dền vàng, vàng thế này thế kia thế nọ nhìn chắc muốn xỉu luôn á thì cuối cuối cùng lúc đó là tiệc tùng nó đặt hết xong rồi mình cũng chuẩn bị quần áo là qua lại là là mình để mà tạo bằng chứng để mình đi đi cho cây quanh visa đó thì ngày 6 tháng 6 năm 2016 thì mình đón leo ở sân bay ha thì lúc đó là có mình mẹ mình rồi có em bạn gì em cô cậu với mình rồi có cháu mình cháu cháu chị hai và hai đứa hai đứa cháu em út và cháu gái rồi có thêm một cậu hà đó là những những người mà đi đón leo ha thì mình sẽ sẽ làm cái video clip về những cái hình ảnh mà mình đi đón leo lần đầu tiên ở ở sân bay ngày 6 tháng 6 đó là sau tháng 9, tháng tháng 6, tháng 7, tháng 9, tháng 10, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16. Có nghĩa là sau 8 tháng mấy, 9 tháng mình nói chuyện với Leo thì Leo đã đã vượt đường xa là Leo nói là 48.000 mau thôi nhiêu đó là từ Mỹ mà đi qua đây bay hai mươi mấy tiếng đồng hồ để mà để mà đi qua gặp một một người con gái mà chỉ gặp gặp ở trên mạng thôi thì mình nói lúc đó thì mình biết mình qua lại và có tình cảm như uh, leo quý mình là ngày nào cũng nói chuyện biết là đâm ra thân chứ cũng không có gì hết trơn mình lo lắng rồi mình hỏi mình quan tâm rồi này kia nọ tại vì những người lớn tuổi giờ người ta sống một mình đó thì người ta cảm giác buồn nhưng mà mình có những cái lời hỏi thăm thì người ta rất là thích rồi uh, con cái không ở gần nữa rồi uh, ly dị vợ ra, hay sống một cảnh buồn người vợ chồng ai cũng vợ thì cũng có người khác rồi con cái nó cũng có gia đình riêng thì đâu ai quan tâm đến leo đâu leo là dạng nằm trong cái hoàn cảnh là cô đơn lúc đó cô đơn mới gặp được mình thì những cái lúc đó mà giống như là mình gặp được một cái người mà người ta đến với mình lúc cô đơn là dễ dính nhất Nếu giống như là khi mà mình chia tay chia tay bộ bịch mình lúc đó mình buồn là cái người sao nhảy vô chia sẻ là trở thành chồng mình là dễ nhất còn leo như là gặp chuyện buồn thì khi gặp mình thì leo rất là vui rồi chia sẻ thế này thế kia leo giống như là cuộc đời tươi sáng vậy đó cuộc đời nở hoa vậy đó thì khi mà quyết định về Việt Nam với mình khi mà qua lại với mình yêu thương mình đó thì Leo chia sẻ với con đó có nghĩa là Leo sẽ chọn sẽ sẽ chọn mình để làm vợ hay này kia nọ đó. thì mình biết là Leo sẽ chia sẻ với con là con cái của Leo nó sẽ bị là phản đối. Cái phản đối ở đây là người ta thương thương cha người ta để phản đối gì đó. cái chuyện này nó không xảy ra. Tại người ta thương cha gì á, muốn bảo vệ cha mình nên người ta có thể nói những cái lời mà để mà tại vì người ta những người con nó chưa có hiểu mình nhưng mà mình suy nghĩ biết trước được cái điều đó là khi mình leo nói ra là trong khi mình leo vui mừng leo kể á thì leo, leo không nghĩ là những cái đứa con của leo có nghĩa là ba đứa con của leo đó người ta đồng ý đâu tại vì mình biết được tâm lý người ta là người ta cũng muốn bảo vệ cha mình là không có bị cái nhỏ này nó bị nó gạt tại vì nó rất là nhỏ và làm gì có chuyện xảy ra rồi nhỏ này nó nhỏ xíu thế này thế kia thế nọ thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra thì khi mình leo mà chuẩn bị nói với con leo á là mình cho leo cái một cái tâm lý tâm lý là uh, tâm lý chuẩn bị trước khi mà những người con á, sẽ nói những lời gì là gì mình nói cho leo biết trước luôn nên leo nói là leo nói nhưng mà khi mà cũng chia sẻ với con thì những gì con 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 leo thể hiện đúng như mình nói thôi nhưng mà leo lại được cái tâm thế là đề phòng leo không biết suy nghĩ đề phòng giống như mình đâu tại vì leo chia sẻ là leo rất là vui khi gặp mình là một người ờ uh, thế này thế kia thế nọ leo ca ngợi về mình có nghĩa là nhiều khi những người người con người ta nói ở uh, mù quáng trong tình yêu á uh, nên cái gì cũng nói theo cái ý của ảnh thôi thì khi mà nói như vậy uh, là mình đề phòng cho leo và biết là ờ uh, con leo đó sẽ bảo vệ leo cái chuyện mà thương cha mình không muốn cha mình bị uh, vô cái cảnh là ờ uh, bị nhỏ này nó lườn gạt nó nhỏ thế này thế kia thế nọ lại buồn nữa nhưng mình ta đâu có hiểu mình qua lại như thế nào và tìm hiểu làm sao đâu leo leo nói cho họ biết thôi nhưng mà leo vẫn giữ niềm tin là tin tưởng mình và vẫn vẫn đi về Việt Nam về Việt Nam lần đầu là ngày 6 tháng 6 năm 2016 ha thì để nói cho biết leo leo nói chỉ nói cho tụi nó nghe thôi nhưng mà chọn lựa mà để mà người sống với leo đó là do leo quyết định chứ không phải là những người còn đó quyết định thì cũng rất là hay và mình nói với leo là phải cho họ có thời gian để họ tin tưởng à cái, cái chuyện tình cảm của mình và leo là cho họ có một cái niềm tin tại vì bới quá mà còn gặp online trên mạng một người lớn một người nhỏ một người cao một người lùng, còn một người già một người trẻ một người châu á một người châu âu ô nó khác nhiều thứ trên cuộc đời này quá nên là người ta không tin chuyện đó xảy ra được để xứ mỹ nữa không bao giờ mà cái người lớn tuổi mà lấy được một người nhỏ nhỏ giống như nhỏ tuổi thế này được nó không có xảy ra nên con cái leo hay là gia đình quen của leo thì người ta không có tin đâu nhưng mà ảnh được cái là ảnh giữ niềm tin ảnh giữ niềm tin là do mình đã đã nói chuyện với nhau gặp gỡ nhau rồi, rồi trao đổi nhau để hiểu con người nhau một chút xíu rồi thì ảnh cũng cố gắng cũng cố gắng hiểu không thì mình ảnh về thì chơi còn gì đâu nữa để mất thì ảnh về gặp mình á thì mình nói cái vui đó là cái tấm hình của ảnh đó là là mình muốn xỉu luôn mình nói thì thật sự là mình rất là rất là bất rất bất ngờ với lại chiều cao của leo <laughs> ảnh đi ảnh là người mỹ mà ảnh ảnh đi ra ảnh đi ra ngoài đường mà ảnh còn cao hơn nhiều mỹ. người mỹ rất là nhiều mình không thể nào mà tin được đâu ok vậy giờ chịu chứ sao tiệc tùng đã đặt hết trơn rồi không lẽ mình từ chối không lẽ mình làm gì giờ mà leo là một người quá tốt thì mình không thể vì cái lý do mà ảnh cao quá cao hay quá bự hay này kia nọ mà mình bỏ ảnh những lý do đó vô lý nên không kia có chuyện đó tới ngày 6 tháng 6 thì mình đi đón ảnh ở sân bay á thì hỏi ơi là mình đi làm quán thì mình cũng mang cũng ghép cao rồi ít nhất là mình cũng mang tắt hai đó mà đi cũng không không bao giờ bằng ảnh nữa chứ <laughs> trời cũng nhận là ảnh cao mà cao cái kiểu mà chưa bao giờ thấy trong cái mắt mình luôn á nó là một hình hình tượng lạ đó thì về lần đầu tiên là ngày 6 tháng 6 thì đến ngày 7 á, thì mình dẫn ảnh với lại hai vợ chồng là con bạn tivi mình á đi ăn gành hào ăn uống rồi nói chuyện vui vẻ đó là lúc đó mình ở vũng tàu thì mình chỉ có bạn đó thôi rồi sau đó là gia đình mình mới ra rồi à, ngày, ngày 7 ủa ngày 7 tháng 6 là mình đi ăn uống rồi ngày 8 tháng 6 là mình có một cái chụp hình ảnh cưới anh bum ở vũng tàu thì mình đi vòng vòng ở ở bãi bãi gì ta quên rồi bãi bãi trước à, bãi trước rồi cái bãi mà hướng ra hường bà hòn bà nó là kêu bãi gì đó để vài bữa mình bỏ lên cho mọi người coi cho biết cái cảnh vũng tàu ha thì là ngày 8 tháng tháng 9 đó là mình đi dụng đi đi chụp hình chụp hình giả ngoại ha chụp hình anh mua cưới thì trước khi leo về để mình biết cái size leo khủng rồi không thể không thể nào mà mướn được đồ vét ở đây đâu thì nên mình kêu là vốn dĩ người Mỹ đã có đồ vét sẵn rồi không có lo chuyện đó nên le, leo, sách đồ vét về leo sách cái bộ đồ vét của leo về ha thì cũng được ok cũng mặc đồ trắng rồi mua cà la vét rồi nói chung là ảnh ảnh cà vạt cả đóng luôn mà mình kêu ảnh ảnh cũng mua ảnh không mình đâu có biết là ảnh không có đâu Nh nhà anh có nhưng mà anh vẫn mua hai cái để về làm đám với mình đi chụp hình rồi này kia nọ nói chung là cũng cũng chịu đầu tư lắm cũng vui nhưng mà có một cái chuyện vui nữa là thêm là cái là ảnh đi về á leo nhà mình là dân Texas Texas á à? ảnh là Texan là Texan là những cái người mà hay mang về bút cao cỡ ngựa đó nha thân thì đã cao hơn 2 mét còn lấy đâu về bút nữa mọi người Cái đội bút cao á để đi chụp hình với mình á trời ơi mẹ ơi trời nó nói thiệt á đi muốn không nổi luôn ảnh mập dền vàng mà trời nắng của việt nam á mình sợ ảnh xỉu luôn á mình nói thôi kêu với anh thợ chụp hình anh ơi chụp lẹ lẹ đi về đi anh ơi ảnh <laughs> mà xỉu đây chứ không biết đường đâu kiên về á ảnh bự lắm thời ảnh qua mà ảnh cao 2 mét hơn mà nặng trăm mấy chục ký nữa thiệt nhìn chịu không nổi luôn thấy mà ảnh mệt mà tội nghiệp giữa trời nắng trời nôi việt nam mình mà bắt anh đi vòng 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 này kia nọ thấy thấy tội quá nên nói thôi anh ơi chụp lẹ lẹ đi về nghe anh mà thấy anh cũng gán cũng tội nghiệp thấy tội nghiệp vô cùng luôn mình đi ham chụp hình đám cưới nữa tại vì mình, mình mê mà mình mê chụp hình đám cưới với người nước ngoài lắm nên nên mình chụp 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 còn ảnh thì ảnh mệt ảnh mệt trời nắng việt nam thì nắng vũng tàu nữa anh rất là mệt nên mình biết rồi mình kêu lẹ lẹ và mình nói trời ơi cái đôi giày bút này đừng có mang nữa nha tại vì mang nó đôn chảnh lên một khúc nữa dành cho những người lùng thôi mà ảnh nói là mang cái kiểu đó để là giống là ảnh là người xứ xứ Taxis đồ này kia nọ mình nói không phải cần thiết đâu ở xứ này nó nóng rồi mang giày bút làm gì vậy giày bút để kêu mang cởi ngựa rồi xong rồi giày bút để mang đi tuyết mà ảnh kêu mình cho ảnh ảnh mang trời ơi để đi chụp hình xong xong rồi mình nói thôi dẹp ra luôn đi rồi chụp nửa buổi về còn nửa buổi chiều sau là cho ảnh ngủ giấc rồi mình mới đi mình, mình mới đi làm chụp tiếp nửa buổi nữa ha thì chụp hình thì cũng 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 rất là vui và cũng rất là thích mà cái cách ảnh là ảnh chụp hình là ảnh thể hiện là ảnh thích cách thương mình Mình giống như là mình bé, mình bé xíu vậy Thì à, mấy bạn mà chụp hình kêu du, du 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 Kêu hung là hung liền người Mỹ á. Kêu hung là người ta hung, hung lia lịa lắm Người ta hung cảm giác tự nhiên lắm Chứ không phải là hung cái kiểu giống như Việt Nam mình gượng gạo lắm Hung rất là hay Thì à, vất vả một ngày Thì sau đó mình cũng có một anh bung cưới Thì khi về Việt Nam á, Thì để mà làm lễ đính hôn Thì sáng ngày 9 tháng ngày 9 tháng 6 năm 2016 đó là ngày mùng 5 tháng 5 của năm 2016 hả ta ừ. mùng à, 5 tháng 5 âm lịch ha là mình đám cưa tiệc thì trước khi đó là tụi mình yên sáng chỉ đặt tiệc thôi trang điểm là tới thôi thì anh xã đã mua cho mình một cái chiếc nhẫn kim cương đó đây là chiếc nhẫn kim cương đính hôn của mình thì tay mình nhỏ anh mua cũng chiếc nhẫn nhỏ thôi đó, chiếc này cũng hai mươi mấy triệu thì phải <laughs> về việt nam là bị tốn tiền đó, tốn tiền đủ thứ tống tiền tuyệt tốn tiền xe ô đúng, đúng tiền đủ kiểu hết rồi mua cho mình chiếc nhẫn rồi mua cho mình cái điện thoại uh, mua cho mình cái điện thoại Note mà mình đang quay quay video nè mình rất là thích mình rất là quý những cái gì ban đầu của leo tặng hầu như là mình cũng giữ hết trơn à thì đó lấy cái chiếc nhẫn và ảnh tới ngày uh, buổi tối chiều của mình đặt tiệc uh, là 9 tháng uh, 9 tháng 6 á mình đặt thiệt ở ở nhà hàng đó tối xuống thì gia đình mẹ mẹ đồ chở ra xe thì bốn à, chị em thì ba người ở trong Sài Gòn có mình ngoài đây nhưng mà lúc đó cha mình không đi mình không không có chia sẻ và không có nói, không có nói với cha nhiều nói chung là cha mình cái tính tình cũng khó chịu nên mình không có cha chỉ có những người thân nói chung là mình cũng không quan trọng cái đám cưới cái tiệc lắm đâu mà tại vì cần có một bằng chứng nên mình làm thôi còn nếu không mình cũng không làm rồi xong rồi tiệc xuống thì mình chỉ mời những người mà đơn giản bình dân mình không có mời những người trong làm quán quán mình làm, tại vì mình cũng thấy thân với ai nên mình không có mời. cái mời người nữa là mình mời một gì là chị của chị của bà chủ chị bà chủ quán thứ ba mà gì này thì nhỏ con cũng rất giống mình đó mà gì là chỉ là phụ của trong quán phụ nhà bếp thôi. bà chủ mình không có mời nha. hay là những người làm nhân viên mình không mời. mình chơi với những người toàn là cấp dưới không mà chứ chọn mấy người kia mình đâu có mời đâu nó không thân nên mời rồi một số người ở mẹ bạn mẹ mời thôi chứ chứ mình cũng không mời ai hết trơn tại mình cũng đâu có chơi thân với ai đâu chủ yếu là có hình ảnh đâu này kia nọ thì trong ngày đó thì leo leo mua chiếc nhẫn cho mình và leo đeo vô tay mình là khi khi trong đám tiệc sĩ đám, đám tiệc diễn ra đó thì cho mọi người biết rồi này kia để biết là leo leo về đính hôn với mình ha giống như là làm đám với mình vậy đó ai cũng thấy anh bự sao mà dền vàng, vàng người ta nhìn thấy rất rất là lạ thì đó là cái cái lần đầu tiên leo về để làm đám đính hôn đó thì sau đó thì mười 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 mấy đây mười bốn tháng 6 là leo về việt nam ờ mình có quen có quen một cái chị chị xin đi chị hỏi mình là leo về lần đầu tiên bao lâu mình nhớ lộn mình nói hai đi hai tuần không phải xin đi chỉ có một tuần thôi à leo về ngày 6 đến ngày 14 là leo đi rồi chỉ có một tuần đó là ở Việt Nam là sinh hoạt một tuần đó một tuần đó thôi rồi bắt đầu về Mỹ là leo mới mở hồ sơ lại leo mới mở hồ sơ cho mình về cái việc cây quanh visa là mình giấy tờ cho leo để mà leo cầm về bên đây để điền form rồi này kia nọ nữa là về bên đó là tháng 6 thì trong cái thời gian đó là ảnh về là ảnh lại mua vé và ảnh muốn qua lần hai ảnh muốn qua lần hai nữa thì mình nói Ồ, ok Tại vì một năm mà trong công ty leo làm á, là được 3 tuần 3 tuần nghỉ Thì ảnh sẽ tranh thủ ảnh về tiếp Ảnh <laughs> về tiếp mà ảnh mua vé kỳ này là tháng 11 Đó, lại ảnh về bên Mỹ là tháng 6, tháng 11 là ảnh lại qua tiếp à, Tháng 11 ảnh qua tiếp đúng không? Rồi xong rồi để mình nhớ cái chuyện gì nữa <laughs> Để mình nhớ từ từ Ừ, trong một tuần mà khi mảnh về lần một ở đó đó thì tụi mình rất là bận tại vì bận làm đám làm này làm kia mình không có dẫn anh đi chơi nhiều nên ảnh quyết định là về lần hai nữa là trong lần hai là ảnh đã về mỹ anh mở giấy tờ hồ sơ cho mình á thì về đó anh bắt đầu là anh mua vé cho ga tháng 11 một anh đã mua trước nữa giữ chữ để làm mình đã đi nữa rồi thì khi mà mua vé xong <laughs> thì mua mua vé à, mua vé xong tháng 11 thì đến tháng à, tháng 6 mà tới tháng 10 á thì mình nhận được giấy thông báo là à, phỏng vấn ở lãnh sự quán ha là giấy tờ mình chạy về thì trong khi đó là Leo đã mua vé rồi nên nó đã muộn rồi nên mình làm giấy tờ thế này thế này kia nọ thì xong là lịch lịch phỏng vấn của mình nó nó rơi vào tháng 12 thì lúc đó là Leo đã qua Việt Nam và đã đi rồi thì mình cũng không không có mặt bận tâm lắm thì ảnh qua lần nữa là qua thôi thì qua lần thứ hai thì mình cũng đi đón ảnh thì hình như là chỉ có mình mình đón với lại hai vợ chồng con bạn đón hả ta Ờ à, đúng rồi, mình đón với lại hai vợ chồng con bạn đón cái lúc đầu thì chỉ mẹ mình đón rồi sau đó mà đưa ảnh đi về đi về thì cũng cũng có mấy người đó đưa, đưa. rồi mà tụi mình ghé chợ bến thành trước khi lên máy bay nữa là lần đầu tiên là ảnh đi chùa chùa cha ngọc hoàng thượng đế rồi này kia nọ rồi ăn phở Hồng hòa ở đường baxter là mình dẫn anh ăn được mấy chỗ đó thôi rồi xong mà về lần thứ hai tại vì có nhiều cái mình không có nhớ kỹ về lần thứ hai đó là ngày 21 mươi tháng 11 đó trong khi đó là mình mẹ mình gia đình mình mình có hình để mình làm chiến một chiến hai cho mọi người coi là đón ảnh rồi cũng về vũng tàu thôi tại vì mình thích vũng tàu rồi những ngày đó thì gia đình mình xuống vũng tàu chơi người chở ảnh lần đầu tiên trên xe máy <laughs> xe honda đa của mình ảnh bự như cái voi vậy không có xe nào mà bự được hết á mình cũng có những cái tấm hình đó cho mọi người coi để mọi người biết cái lần đầu tiên leo về việt nam lần một lần hai thì leo rất là vui tại vì leo nói là mấy chục năm về trước á leo cũng có về việt nam hình như có có đi lính nó có qua việt nam mà thời leo 19 20 tuổi á, cũng nay cạnh cũng lâu rồi đó mà dạng mà leo nói là đi vô mà để mà chui đầu hầm á ảnh ảnh cao quá anh bự quá hay sao không biết là anh anh bị đuổi về anh không có được vô nữa thì cái lần trở lại Việt Nam này qua một cái đất nước này rất là xa lạ bay hai mươi mấy tiếng để tìm em như thể tìm chim ha chim bay biển Bắc anh tìm biển Nam đó ngồi mà mình thấy tội nghiệp luôn mấy chục tiếng trời trời mình thấy rất là quý tại vì ảnh cũng anh cũng cao tuổi rồi mà thấy gì mình mà <laughs> vì tình yêu quá mà phải bay qua vậy thấy tội nghiệp nhưng mà rất là có lòng ha mình muốn mua gì là anh cũng mua cho mình à, thích cái này cái kia nọ không thì anh cũng cho thế này thế kia thế nọ rồi về lại thì từ ngày mà quen ảnh tháng 9 năm 2015 đến ngày mình đi đó là à, mình đi đầu tháng 1 năm 2000 mình đi là tháng 3 năm 2017 tháng 9 tháng 10 11 12 tháng 1 tháng 1 tháng 9 tháng 1 là một năm mấy thôi chứ nhiêu mình quen leo một năm mấy là mình đi qua tới mỹ này rồi đó đâu có lâu lắm đâu thì làm cái cây van visa này nó rất là nhanh rồi tới lần thứ hai về thì là lần thứ ba nữa là mình đã leo đâu có về được nữa đâu nếu mà mình không lấy được visa là leo sẽ leo sẽ qua nữa leo qua nữa mình đảm bảo một điều đó luôn leo qua chơi nữa và leo rất là thích thì cho dù ảnh đi qua xứ này ảnh là bự dành vàng, vàng đi tới đâu người ta cũng dòm ảnh giống như khủng long như khủng lồ đi tới đâu mà sền sàng bự bự trà bá gì đó đó là cái quá trình mà leo về việt nam mà tự mình làm đám hỏi đồ này kia nọ ha thì mình kể cho mọi người coi nghe về leo đến 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 việt nam như thế nào thì mình cũng cảm ơn mọi người đã coi video của mình cảm ơn cảm ơn rất là nhiều và và cùng chia sẻ với mình về tự tình của mình thì đây là cái phần mà leo về việt nam rồi thì nữa là tới khi mình đến mỹ nhưng mà để mà kết thúc câu chuyện này á thì mình chưa kết thúc đâu mình tạm dừng cái video này thì mình tiếp cái video nữa mình sẽ cho mọi người coi là qua cái câu chuyện mình thì mình muốn nói lên điều gì ha mọi người chờ coi rồi khi đến mỹ nữa khi lần đầu chân mình đặt chân đến nước mỹ nữa leo lần đầu tiên đến việt nam và mình đầu tiên đến mỹ thì nó nó sẽ như thế nào và cảm giác của mình ra là làm sao ok mình sẽ chia sẻ tiếp cho mọi người video nữa ha nó cũng rất là dài rồi đó cảm ơn mọi người mọi người lắng nghe câu chuyện của mình mình cảm ơn rất rất là nhiều mọi người thông yêu thương mình luôn ủng hộ mình và làm cho mình rất là quý khi mà mình chia sẻ câu chuyện của mình đó. mình biết là câu chuyện của mình hình ảnh của mẹ mình sẽ rất giống với lại những cái cô gì trong cái thời tuổi của mẹ của mình còn hình ảnh của mình rất là giống với những cái bạn mà ra cùng thời với mình tám mít thì khi mà mình chia sẻ vậy á mình cảm thấy là mình có thể là mình nói cái câu chuyện của mình nhưng mà mình cũng cảm giác là mình nói hộ cái cho những cái người có cái hoàn cảnh giống như mình thật sự cái hoàn cảnh của mình mình nghĩ là cũng không hẳn là mình là người chịu thiệt thòi chịu khó khăn hơn nhiều người còn gớt gớt nhiều người khó khăn và họ cũng có hoàn cảnh sống cũng có nghĩa là khó khăn chăm bề hơn mình nữa mà họ chưa chia sẻ được Thì cái lời tiếng nói của mình khi mà nói ra đây á, Họ cảm thấy đồng cảm Và cảm thấy là giống y như là Mình nói hộ dùm cho họ Mình nói về à, hình ảnh mẹ là những hình ảnh là của cái gì đó gặp phải Của cái cô đó là cũng từng như vậy Rồi nói về cái chuyện của mình Thì mình có những cái bạn nhắn tin cho mình Mình cảm thấy là rất là vui Có nghĩa là mình nói câu chuyện mình Mà lại được những nhiều người khác đồng cảm Và họ giống mình ở một điểm nào đó đâu đó trong cái câu chuyện của mình mình rất là vui rất là hạnh phúc vì những điều đó và mình cảm thấy là mình rất là chạy thấy là cảm thấy là trải lòng và mình cảm thấy là mình nói chung là mình không giúp được gì nhưng mà mình nói lên được điều đó thì làm cho cái người nghe đồng cảm với mình và người cảm thấy là người ta nhẹ lòng đi một chút ok câu chuyện của mình thì mình nói là một lần hai leo về mình sẽ kể tiếp và mình tranh thủ là mình sẽ có những cái tự tình tiếp cho mọi người coi và luôn theo dõi mình luôn ủng hộ mình nha cảm ơn mọi người cảm ơn cô gì chú bác gần xa cảm ơn các anh các chị các bạn ha luôn luôn theo dõi mình và cảm ơn thành tâm cảm ơn rất là nhiều và chúc mọi người luôn luôn có sức khỏe và lúc nào cũng vui vẻ ha rồi luôn luôn ủng hộ mình ha xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tới bye bye